Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Các bạn hãy cùng lắng nghe một đoạn hát. Cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân. Phiên canh lộc những băng khoáng. Xuân này chắc gặp tình quân. Câu hỏi của chúng ta như sau, tìm từ lấy trong lời bài hát Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An. 20 giây bắt đầu. Giây cuối cùng. Hết giờ. Công nhận chữ của em xấu thiệt á Nhân. em đọc luôn đi, em đọc luôn đi. Dạ là Bân Khuân ạ. Bân Khuân. Mỹ Huyền. Bân Khuân. Phước Sang. Bân Khuân. Bân Khuân ạ. Và xin được chúc mừng Lê Nhân, Mỹ Huyền và Quỳnh Châu đã được bảo toàn số điểm. Và rất tiếc là bạn Phước Sang của chúng ta đã bị trừ một điểm. Và chữ bâng khuâng là chúng ta phải có cái chữ G ở cuối cùng thì mới đúng nha. Bâng khuâng là một từ để diễn tả cho sự lo lắng, không yên lòng. Và bây giờ sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Hãy dùng 3 từ khác nhau đều nghĩa là đen để chỉ màu sắc của 3 con vật hoặc đồ vật khác nhau. 20 giây bắt đầu. Giây cuối cùng. Xin mời đáp án của các bạn. Mọi người nhìn lên màn hình. Của 3 con vật, đồ vật khác nhau. Có nghĩa là trong từ đó mình phải ghép nghĩa với con vật hoặc là đồ đúng vật rồi. À Nhân ơi, cái vòng này là mình nghỉ chơi đúng không? Rồi ngồi đó nghỉ ngơi nha. Huyền. Dạ. Đen mung, đen huyền, đen đúa. Bạn cũng bị lạc đề luôn rồi. Cho nên ra đây ngồi chơi với Nhân. Đi ra ngoài đây chơi với anh đi. Nha. Rồi bây giờ tới Sang. Mèo mun, chó mực, bàn tối. Bàn tối là bàn trong bóng bàn tối. Mình không thấy màu nó là nó đen hả chị? Giải thích gượng ép quá. Và tới Châu đó là ngựa ô. Mèo mun, chó mực. Và riêng trong câu hỏi này chỉ có mỗi một mình Quỳnh Châu là bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng bạn. Và riêng bạn Sang thì từ bàn tối không được chấp nhận. Lê Nhân, Mỹ Huyền và Phước Sang, các bạn đều bị trừ một điểm. Bây giờ câu cuối cùng nha. Câu này vừa dễ và vừa khó. Và câu số 5 có nội dung như sau. Hãy tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ có sử dụng cặp từ trái nghĩa. 20 giây bắt đầu. Thời gian đang trôi qua nha Nhân. Đúng rồi, em chưa nghĩ ra được ngữ. Mập, ốm, xấu, đẹp. 5 giây cuối cùng. Cả dòng họ hãy tự hào vì Châu đi nào. Vỗ tay lên nào. Ủa chị ơi, sao chị thất vọng về em vậy? Anh hiểu chữ thành ngữ không? Thì cái này là thành nè. Thành ngữ hoặc tục ngữ phải có ý định răng dạy chúng ta một điều gì đó. Dây trắng, dây đen mang thông điệp gì ạ? À? Rồi bây giờ tới Huyền, xin mời Huyền. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ăn không nói có. Ăn không nói có, được chấp nhận. Xin chúc mừng bạn. Mãi yêu. Sang ơi, cái câu của mình á, có nghĩa là nếu mà đọc nguyên câu xét bên ngoài thì có một câu như vậy. Và xin được chúc mừng, bạn được bảo toàn số điểm. Với câu của Mỹ Huyền là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xin được chúc mừng, bạn được bảo toàn số điểm. Yeah. Ồ mà Nhân ơi. Sao chị? Câu của em lạ quá. Cho nên là bây giờ mình bị trừ một điểm ha. Tạm biệt. Hay không? Chị không cần nhắc lại đâu, nỗi đau này rất dai dẳng. Trải qua 5 câu hỏi của chương trình, Lê Nhân bạn đang còn số điểm đó là 8 điểm. Mỹ Huyền, bạn còn số điểm đó là
8 điểm. Và Phước Sang, bạn đang còn lại số điểm là 7 điểm. Quỳnh Châu đang còn số điểm là 9 điểm.